Biển sông thét gào giữa ba đảo cơn bão lớn, từng lớp dâng trào nước sâu vào giữa muôn trường. Người ở nơi nào để con thuyền đang chết đắm? Chúa ơi trỗi dậy để sông biển hãy lặng đi. Chợt gió bỗng ngừng, biển im lặng trong giây lát, vì sóng run sợ trước uy quyền Chúa đất trời. Thuyền lướt ba đảo đến bên bờ xuôi theo gió, dẫu cho gió mạnh hay bão bùng lòng đừng lo. Này con đức tin con đâu, này con đức tin con đâu, cớ sao sợ hãi khi gặp cơn giông tố. Dù có bao sóng cuồng phong, này con chớ lo sợ chi, bởi ta hàng mãi luôn ưu ấm đời con. Cuộc sống gian chân lắm thăng trầm như con sóng, người thế tranh giành những hân thiệt sống nhỏ mòn, tìm kiếm danh lợi giữa chờ đợi bao tranh chấp, khuấy lên trong lòng bao oán thù và hờn ca. Nhìn sống trong lòng giúp ta nhận ra lẽ sống, để sống mỗi ngày muốn tâm hồn sống tốt hơn. Đời sống gian chân sẽ mãi còn bao con sóng, hãy luôn vững lòng nơi Chúa là nguồn cậy cho. Này con đức tin con đâu, này con đức tin con đâu, cớ sao sợ hãi khi gặp cơn giông tố. Dù có bao giông cuồng phong, này con chớ lo sợ chi, bởi ta hằng mãi luôn ưu ấm đời con. Con giữ vững niềm tin nơi Chúa, dù đã bao lần giữa gian chân chót lỗi phạm. Cuộc sống chơi vơi giữa biển đời bao sóng gió, Chúa ơi dắt dìu con thoát khỏi mọi sự dữ. Lòng mến chân thành phó dâng trọn trong tay Chúa, nhiều nỗi đau thương tiếc lắm lo vỡ. Tìm đến bên Ngài với tâm lòng tin tuyệt đối, khấn xin ơn Ngài cho cõi lòng đời bình an. Này con đức tin con đâu, này con đức tin con đâu, cớ sao sợ hãi khi gặp cơn giông tố. Dù có bao sóng cuồng phong, này con chớ lo sợ chi, bởi ta hằng mãi luôn ưu ấm đời con. Này con đức tin con đâu, này con đức tin con đâu, cớ sao sợ hãi khi gặp cơn giông tố. Dù có bao sóng cuồng phong, này con chớ lo sợ chi, với ta hằng mãi luôn ưu ấm đời con. đời ta không tin, vì thấy Chúa quá bình thường, vì thấy Chúa quá thân quen, Chúa quá nghèo hèn, xem như mọi người. Xin cho con đừng bị đóng khung khi nhìn về Chúa. Xin cho con đừng bị thành kiến khi nhìn về anh em. Cần ra khỏi mình, ra khỏi cái nhìn vô tâm khô cứng. Cần ra khỏi mình để gặp màu nhiệm tha nhân, để thấy người bằng cái nhìn luôn luôn mãi. Mỗi người là một màu nhiệm cần khám phá suốt đời. Mỗi người là công trình tình yêu trong màu nhiệm Thiên Chúa đang trở nên hoàn thành. Người ta không tin vì thấy Chúa quá bình thường, vì thấy Chúa quá thân quen, Chúa quá nghèo hèn, xem như mọi người. Xin cho con đừng bị đóng khung khi nhìn về Chúa. Xin cho con đừng bị thành kiến khi nhìn về anh em. Cần ra khỏi mình, ra khỏi cái nhìn bon chen ghen ghét. Cần ra khỏi mình để gặp được niềm tin yêu. Đừng để mình bị khô cằn trong quá khứ. Chúa luôn là một hiện tại hiện hữu mới trong đời. Mở rộng bàn tay và con tim để hằng ngày gặp Chúa trên khắp nơi đường đời. Còn nếu người phụ nữ bị hãm hiếp, không muốn có con hoặc bị bệnh thì sao? Quyền được sống là quyền đầu tiên và quan trọng nhất. Hầu hết mọi người đồng ý rằng một đứa trẻ có quyền này, ngay cả trước khi chúng được sinh ra. Nhưng trong một số trường hợp, có vẻ như vô nhân đạo khi bảo quyền của một thai nhi trong khi có thể gây ra đau đớn, muộn phiền và đau khổ cho người mẹ. May thay, những tình huống được thảo luận trong các đoạn tiếp theo thì không phổ biến. Hiếp dâm. Nhiều người tin rằng không nên ngăn cản một phụ nữ bị hãm hiếp phá thai. Hiếp dâm thực sự là một tội ác khủng khiếp. Những lạm dụng thô bạo nhất khi hiếp dâm một người khác đã cướp đi cái chỉ có thể được tự do trao tặng với tình yêu. Do đó, có thể hiểu được một phụ nữ mang thai sau khi bị hãm hiếp nghĩ tới phá thai. Một điều khủng khiếp đã xảy ra với cô, và bào thai đang lớn lên trong cô vẫn nhắc cô nhớ đến vụ hãm hiếp. Nhưng phá thai cũng là một hành vi thô bạo. Chúng ta không nên chỉ nghĩ đến những điều khủng khiếp của vụ hãm hiếp mà cả những vụ phá thai. Đứa con vô tội, sao lại giết nó để trừng phạt tội ác của kẻ hiếp dâm? Cả mẹ và con đều vô tội, cả hai người đều đáng được chăm sóc và hỗ trợ. Và nếu người mẹ quyết định cho đứa trẻ làm con nuôi, cô ấy cần được hướng dẫn về những điều cần làm. Hối tiếc. Một số người tự nguyện quan hệ tình dục với người khác và hối tiếc sau đó. Nếu cuộc kết hiệp ấy dẫn đến thai nghén, cha và mẹ có thể không muốn đứa con mình được sinh ra vào thế giới. Có thể cả hai đều rất trẻ, có thể vì những lý do khác mà không ai trong họ có thể chăm sóc đứa con cho đúng cách. Hoặc có thể người phụ nữ đã bị bỏ mặc để một mình phải đối mặt với tình huống này. Nhưng ở đây cũng vậy, chúng ta phải nghĩ rằng đứa trẻ đã hiện hữu và như mọi người có quyền sống. Vì lợi ích của mọi người, xã hội nên hỗ trợ cha mẹ để họ không giết con mình. Người mẹ cần được hỗ trợ để có thể sinh con và sau đó có thể cho con nuôi, nếu đó là lựa chọn tốt nhất. Thật may mắn có rất nhiều tổ chức, một số là của Hội Thánh, có thể giúp đỡ các bà mẹ trẻ trong những hoàn cảnh này. Phá thai là không bao giờ là sự cần thiết. Một đứa trẻ ngoài kế hoạch và không được chờ đợi từ lúc bắt đầu vẫn là một thành viên quan trọng của gia đình nhân loại. Sự sống của người mẹ bị đe dọa. Một tình huống rất khó khăn nảy sinh khi sự sống của người mẹ đang bị đe dọa bởi thai kỳ. Xuất phát điểm cho bất kỳ quyết định nào trong tình huống này là tôn trọng cả mẹ lẫn con. Các nỗ lực phải thực hiện để cứu cả hai mạng sống và không hy sinh người này để cứu người kia. Không được cố ý giết hoặc mẹ hoặc thai nhi vì lợi ích của bên còn lại. Nhưng trong trường hợp cần loại bỏ tử cung bị bệnh có thể cứu người mẹ thì được xem là hợp đạo đức. Ngay cả khi thai nhi bị chết trong quá trình đó, miễn là không trực tiếp nhằm gây ra cái chết của thai nhi. Có những người mẹ, bằng cái giá của mạng sống mình, đã tự nguyện và anh hùng quyết định từ chối các phương pháp điều trị trong thai kỳ nhằm cứu đứa con trong bụng họ. Khi nói đến những quyết định kinh khủng này, chúng ta thực sự cần đến ơn Chúa. Quyết định nào cũng cần phải luôn dựa trên tình yêu Ngài dành cho mỗi người. Quyền con người. Từ giây phút tế bào tinh trùng của người nam và tế bào trứng của người nữ kết hợp lại, một sự sống mới đã xuất hiện. Nó sẽ không bao giờ là con người nếu nó đã không thực sự là người ngay từ đầu. Cuối cùng, sự sống mới đến từ Thiên Chúa. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Phôi người là một con người từ thời điểm sớm nhất của sự hiện hữu của nó. Do đó, dù phôi người có nhỏ bé và dễ bị tổn thương đến đâu, vẫn có quyền được sống như mọi người khác. Đó là lý do tại sao một phôi người có quyền không bị phá hủy, đông lạnh, nhân bản vô tính, can thiệp, cất giữ hoặc lưu trữ. Một con người không bao giờ được coi là một vật. Nó là một người đang trải qua giai đoạn phát triển ban đầu của mình. Vậy hiếp dâm là một tội ác khủng khiếp. Đôi khi, thai kỳ có thể xảy ra vào một thời điểm xấu, nhưng thai nhi có quyền được sống tương tự với mẹ nó. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ suy niệm Kinh Mân Côi năm sự mừng. Và trong giờ kinh này xin được hiệp ý cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn, cầu nguyện cho quý vị ân nhân của Hội Kinh Mân Côi còn sống hoặc đã qua đời, và hiệp ý với tất cả những ý cộng đoàn xin khấn hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chiếu soi lửa hồng và đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền diệu, ngôi bà Thiên Chúa ban nhiều thánh ơn, xin đưa bước con về tìm chân lý, hướng đông chiếu soi, tìm bóng mát trong tình thương ban, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dìu đưa. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền diệu, ngôi bà Thiên Chúa vì Chúa. Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã tha lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội, con trên hết mọi sự con dâng lòng chừa cãi và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năm sự mừng thứ nhất, Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngùng, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhân là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Trời vui lên, đất nhảy mừng, Chúa tôi đã sống lại. Nguyện xin cho giấc hồn này Chúa thương cùng sống lại. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sang. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngùng, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhân là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Trời vinh quang Chúa ngự tri, hát Hallelujah. Nguyện xin tâm trí này là hát theo câu Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhân là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Một đêm vui Thánh Thần ngự xuống lao sao cõi lòng, lửa yêu thương thấm ngàn ngàn ánh sao đêm sáng ngời. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ơi, thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ 4, Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn trên lành trong tay Đức Mẹ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhân là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Mẹ Maria dâng hồn đường Chúa thương lên cõi trời, rồi mai đây đến ngày giờ ước mong ơn trên lành. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ năm, Đức Chúa Trời thương Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chăng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Mẹ vinh quang giữa chiều thần thánh, Ave Maria. Mẹ ơi xin đói nhìn đoàn chúng con yêu mến mẹ. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy mẹ chúng con cháu Eva, ở chốn khanh đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không long than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau khỏi đây. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Ôi quan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giao hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan xứng cùng mưu ma vây vùng khóc làm chuyên ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Francisco, Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực, và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ám tâm quân thù, đừng giao người cho ám tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Francisco Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôn vinh thánh danh Giêsu Chí Thánh, âm thanh trong tâm mình rất nhỏ mọn. Này là của ân lương thường kiên thần, đây chính thần ngôi lời ân nấu mình, để ban lương thực nuôi dưỡng nhân loại. Ôi kính lạy thánh thể tình yêu Giêsu Chúa ơi, con tôn kính Chúa. Chúa yêu con trao mình máu bánh rượu, vì thương chúng con nên đành tha mình, đem hiến dâng nuôi hồn chúng tư hèn. Tình yêu thương nào ai đã bao đêm, ôi kính lạy Chúa cả trời cao. Amen. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hàng sống và hiên trì muôn đời. Amen. Lạy trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, Chúa đã đặt trái tim mẹ làm gương mẫu cải tạo các gia đình, làm trung tâm lôi kéo mọi tấm lòng quy hướng về cùng Chúa. Hôm nay con xin dâng cho trái tim mẹ cho mình con, cả hồn sang con, cả cuộc sống con cùng xin hiến dâng cho trái tim mẹ cả gia đình con, hết mọi người thân thuộc hoặc đi vắng, hoặc đang chung sống với nhau trong nhà này. Xin mẹ hãy cải tạo chi ý tâm tình mọi người trong gia đình con, để gia đình con hòa thuận thương yêu nhau, hợp nhân cùng nhau trong trái tim mẹ. Xin mẹ hãy xua đuổi quỷ tham lam của cải, lối đứng công bằng ra khỏi lòng mọi người trong gia đình con, để chúng con biết sống theo đức công bằng và tuân giữ giới răn thứ 7 cho trọn vẹn. Xin mẹ hãy khử trừ thần ô uế, cám dỗ phạm giới răn thứ 6, để chúng con biết giữ hồn sang trong sạch, xứng đáng làm cho con yêu dấu mẹ đời này được ẩn náu trong trái tim mẹ, đời sau cùng mẹ hát mừng yêu mến Chúa ba ngôi đời đời. Amen. Con đến chương tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến, phó chót nơi mẹ tâm thân nhỏ hèn để Ánh sáng rạng soi giáo hội, thầy chân lý mà lối soi đường. Hồng thiên nhận lại ngàn hương, ngọc ngà thiên tình nêu gương tinh ròng. Nương khôn ngoan thang dòng tuôn chảy, cha đã ban đầy dạy nhưng không. Gian truyền ơn Chúa chi công, cho con hợp với cộng đoàn phụng nhân. Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin cầu cho chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.